Xin chào tất cả quý vị và mọi người đi xem. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ cũng như để mà xem cái ngày nào tốt nhất trong tháng 9 này. Trong tháng 9 thì cái ngày nào tốt nhất để chúng ta biết được và cái ngày đó tốt nhất và làm những công việc lớn của mình sẽ thành công cho quý vị khi mà xem và biết được những ngày đó và tránh những ngày xấu đây. Và những ngày xấu thì chúng ta không nên làm, dẫn đến tai hại và công việc làm của ta không không thành công. Thì nói chung thì tôi sẽ xem trong tháng 9 này ngày nào là tốt nhất, còn những ngày nào xấu nhất thì chúng ta nên tránh, không nên làm những công việc lớn của mình dẫn đến đại bại. Và trong quý vị xem từ đầu đến cuối để mà biết được cái ngày là tốt nhất trong tháng 9 này. Thì ở đây thì ngày mùng 1 tháng 9 thì ngày của Đinh Hợi, ngày của Hoàng Đạo và Thiên Thanh, Ngũ Phủ và ngày của Kiếp Sát. Cho nên những ngày có Kiếp Sát thì không nên, không có tốt cho công việc lớn của mình trong cái ngày mùng 1 tháng 9 này. Cho nên tránh đây, do là ngày kiếp sát dẫn đến sát mạng. Và ngày mùng 2 tháng 9 thì ngày của Mậu Tý, ngày của Ly Sào Tổ Ôn và Thiên Xé Lộc Khố, Hành Hỏa Trực Bình và Sao Khơi. Ở đây thì cái giờ tốt á, những giờ giờ Tý, giờ Sửu, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu, và những giờ đó là tốt nhất trong ngày mùng 2 tháng 9 này để chúng ta làm những công việc lớn, tất cả các việc. Và ngày mùng 2 tháng 9 là ngày tốt để chúng ta làm, như là giải oan nè, khai trương, an táng, cầu tài lộc, đó là chúng ta làm nên là đó. Còn những ngày được kỵ, kỵ hung thú, kỵ xây dựng, kỵ động thổ, kỵ xuất hành và kỵ di chuyển, thì những điều kỳ đó thì ta nên tránh ra. Ngày mùng 3 tháng 9 thì ngày của Kỷ Sửu rồi, ngày của Tam Nương. Những ngày này ngày của Hắc Đạo và ngày của Ly Sào Tam Nương. Những ngày có Tam Nương thì chúng ta nên tránh ra, không nên làm công việc lớn của mình dẫn đến đại bại. Kỵ nhất là khai trương nè, kỵ xuất hành nè, kỵ giao dịch nè, kỵ hôn thú nè, kỵ xây dựng nè và kỵ an táng, đó là những điều kỵ chúng ta không nên làm trong ngày mùng 3. Ngày mùng 4 tháng 9 thì ngày của Canh Dần, ngày của Thiên Quý, Nguyệt Ân, Tam Hợp, ngày của Đại Hao, Thủ Tử, những ngày Đại Hao và Thủ Tử nữa. Và hành mộc trực định, sao vị thì ngày này giờ tốt, giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Tuất, tuổi xung, giáp thân và mậu mậu thân. Những ngày có tuổi xung thì chúng ta nên tránh ra, không nên làm công việc lớn của mình dẫn đến đại bại. Và ngày này nên sửa chữa điện nước hoặc gieo hạt trồng cây. Và kỵ kỵ nhất là kỵ hôn thú, kỵ xây dựng, kỵ khai trương, kỵ an táng, kỵ xuất hành, kỵ cầu tài cầu lộc, đó là điều kỵ chúng ta không nên làm trong ngày mùng 4, những điều kỵ đó. Và ngày mùng 5 tháng 9 thì ngày của Tân Mão, ngày của Nghiệp Kỳ rồi, những ngày Nghiệp Tỵ, ngày Hắc Đạo, ngày của Thiên Đức Hợp và Thiên Quý, Nghiệp Đức Hợp, Lục Hợp, Nghiệp Kỵ và Hung Vu. Ngày này là hành mộc trực chấp, sao Mão thì những giờ tốt, giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ Mùi, giờ Mùi, giờ Dậu và tuổi xung thì Ất Dậu, Kỷ Dậu. Ngày này tài thần thì hướng tây nam, hỷ thần là tây nam. Và ngày này thì nên tế tự tế lễ, cầu tài cầu lộc cầu lợi mà thôi, đó là những điều nên làm. Và điều kỵ trong ngày mùng 5 này là kỵ xây dựng, kỵ an táng, kỵ mai táng, kỵ xuất hành, kỵ giao dịch, kỵ ký hiệp đồng, đó là điều kỵ chúng ta không nên làm dẫn đến đại bại. Cho nên ngày mùng 5 này không nên làm xây dựng,
hoặc ăn tán ma tán, xuất hành hoặc giao dịch, ký hợp đồng chúng ta không nên làm vì ngày nghiệp kỵ. Và ngày mùng 6 tháng 9 thì ngày của Nhâm Thìn, ngày của Hoàng Đạo, ngày của Ích Hậu và Thanh Long, nghiệp phá vân vân. Và ngày hành thủy và trực phá, nhất là trực phá thì chúng ta không nên làm công việc lớn của mình dẫn đến đại bại, vì ngày trực phá là phá trang phá vỡ trong công việc của mình dẫn đến thất bại. Giờ tốt thì giờ dần, giờ thìn, giờ tỵ, giờ thân, giờ dậu, giờ hợi và tuổi xung, bính túc và giáp túc. Những giờ có tuổi xung thì những ngày đó ta nên tránh ra, không nên làm trong công việc lớn của mình trong cái tuổi xung đó. Ngày này thì chỉ nên khai trương hoặc là tế tự tế lễ hoặc tố tụng giải oan, đó là điều nên làm. Và điều kỵ trong ngày này là kỵ xây dựng, kỵ động thổ, kỵ xuất hành, kỵ giao dịch, kỵ ký hợp đồng, đó là điều kỵ chúng ta không nên làm. Ngày mùng 7 tháng 9 thì ngày của Quý Tỵ, ngày của Tam Luân, ngày của Hoàng Đạo và ngày các khách Minh Đường. Ngày của Tam Luân hỏa tai là tai hại trong gia đình, cho nên ngày này là những công việc lớn thì ta nên tránh ra, không nên làm dẫn đến tai hại, tai họa. Ngày này là tuổi xung, đinh hợi, bắc hợi, và chúng ta không nên làm trúng cái tuổi xung đó, cho nên tránh ra. Ngày này thì chỉ nên cầu tài, cầu lộc, cầu lợi mà thôi, đó là điều nên làm. Và điều kỵ trong ngày mùng 7 này là kỵ hôn thú, kỵ xây dựng, kỵ khai trương, kỵ an táng, kỵ đồng thổ, kỵ xuất hành, đó là điều kỵ chúng ta không nên làm trong ngày mùng 7. Những điều kỵ đó. Ngày mùng 8 tháng 9 thì ngày của Giáp Ngọ, ngày của Yếu Yên, ngày của Tam Hợp Sát Chủ và Lỗ Bá Sát. Những ngày có sát chủ thì đã nên tránh ra, chúng ta không nên làm công việc lớn của mình dẫn đến sát mạng, dẫn đến chết chóc. Cho nên ngày mùng 8 tháng 9 này, dù có kim hành kim và trực thành sao xăm, dù có trực thành đi nữa, trúng ngày sát chủ thì ta nên tránh ra, dẫn đến sát mạng, chết chóc. Và tuổi xung thì Mậu Tý, Nhâm Tý, đó là những tuổi xung ta nên rất là tránh ra những tuổi đó mà làm trong ngày mùng 8 tháng 9 này, dẫn đến chết chóc. Thì ngày này thì ta nên tránh ra, không nên làm công việc gì. Kỵ nhất là an táng, kỵ mai táng, kỵ âm thổ, kỵ xuất hành, kỵ di chuyển, nhất là kỵ mai táng, an táng, động thổ và xuất hành. Điều kỵ đó ta nên tránh ra, không nên làm. An táng dẫn đến là người ta sẽ, người nhà sẽ chết theo trong cái việc chôn cất ngày 8 tháng 9 này, cho nên tránh ra cái việc chôn cất, an táng, mai táng, động thổ, xuất hành. Ngày mùng 9 tháng 9 thì ngày của Ất Ất Mùi, ngày của Hắc Đạo, thì ngày của U Uy Tinh, Đại Hồng Xe, Hồng Vu, Băng Tiêu Họa, Tiêu Họa Hãn. Thì ngày này hành kim, trực thu và sao tỉnh. Thì ngày này giờ tốt, giờ dần, giờ máu, giờ tỵ, giờ thân, giờ túc, giờ hợi. Và tuổi xung, kỷ sửu và quý sửu, đó là những tuổi xung trong ngày mùng 9 tháng 9. Và ngày này không tốt cho công việc, tất cả các việc, vì ngày băng băng tiêu hỏa hãn, ngày băng tiêu hỏa hãn. Và ngày này không thì ngày mùng 9 không tốt cho công việc chúng ta làm. Và điều kỵ nhất trong ngày mùng 9 này, kỵ hôn thú, kỵ dế thú và kỵ xây dựng, kỵ khai trương, kỵ an táng, kỵ đồng thổ, đó là điều kỵ không nên làm trong ngày mùng 9 này, mùng 9 tháng 9. Đây là coi những ngày trong ngày âm địch, không phải là ngày dương địch nha. Và tiếp theo thì ngày mùng 10 tháng 9, ngày của Bính Thân, ngày của thiên đức, thiên xé, nghiệt đức, dịch mã, thì ngày của tiểu không vong, thiên tặc, ngày các thiên tặc.
ngày hành hỏa và trực khai sơ quỷ. Thì những ngày này giờ tốt, giờ tí, giờ xỉu, giờ thìn, giờ tỵ, giờ mùi, giờ túc và tuổi xung, canh dần, nhâm dần. Ngày này thì chỉ nên xuất hành, di chuyển hoặc tố tụng, giải oan, khai trương, cầu tài, cầu lộc. Đó là những điều nên làm. Còn điều kỵ trong ngày mùng 10 này, đây là ngày kỵ nhất, là kỵ về việc mua xe. Ngày này là ngày tốt, ngày mùng 10 là ngày tốt nhất trong tháng 9. Ngày mùng 10 là ngày tốt nhất, và đã có 2 ngày trong tháng 9 rồi, ngày mùng 2, ngày mùng 10. Và tiếp theo ngày 11 tháng 9 thì ngày của Đinh Dậu, ngày của Đinh Dậu. Ngày của Hoàng Đạo và ngày tốt, ngày đề tài kim đường thiên lại và hành hỏa trực bế và sao liễu. Thì ngày này thì giờ tốt, giờ tí, giờ dần, giờ mão, giờ ngọ, giờ mùi, giờ dậu. Và tuổi xung thì tân mão, quý mão. Ngày này nên khai trương, cầu tài lộc, cầu lợi. Và ngày này chỉ nên kỵ động thổ thôi, kỵ nhất là động thổ. Nói chung thì ngày 11 là ngày tốt, 11 tháng 9 là ngày tốt để chúng ta làm công việc lớn. Ngày 12 tháng 9 thì ngày Mậu Tuất. Ngày này thì ngày của Hắc Đạo, ngày của Thiên Xé, Thiên Thiên Mã, Tam Tang, Quỷ Khốc. Những ngày có Quỷ Khốc Tam Tai thì rất xấu, chúng ta nên tránh đây, không nên làm công việc lớn của mình. Thì ngày này kỵ nhất là kỵ hôn thú, kỵ xây dựng, kỵ an táng, kỵ mai táng, kỵ động thổ, kỵ xuất hành. Đó là điều kỵ chúng ta không nên làm trong ngày mùng 12, 12 tháng 9. Chỉ nên là tế tự, tế lễ, tố tụng, giải oan, cầu tài, cầu lộc, cầu lợi mà thôi. Đó là điều nên làm. Ngày 13 tháng 9 thì ngày này là ngày kỷ hợi, ngày của tam lương rồi, tùng tang nữa, cho nên những ngày có tùng tang, tam lương thì nên tránh tránh ra. Dù có công việc lớn này nào thì chúng ta nên tránh ra, không nên làm trong ngày ca tam lương, tùng tang. Ngày đây là ngày xấu. Ngày 14 tháng 9 thì ngày của canh tý, ngày của nguyệt kỵ, ngày của thiên quý, tiên nghiệp, không, ngày của nghiệp kỵ. Và những ngày có nghiệp kỵ thì chúng ta nên tránh đây, không nên làm công việc lớn của mình trong những ngày kỵ này, sẽ đại bại. Nói chung thì ta nên tránh đây. Ngày 15 tháng 9 thì ngày của Tân Sửu, ngày này ngày của Hắc Đạo và Thiên Đức Hợp, Nhật Đức Hợp, Thiên Quý, Thiên Cương, ngày của Tiểu Hao. Ngày này chỉ sửa sang điện nước hoặc dọn sang nhà mới, chỉ phẫu đấy, thì những công việc đó chúng ta nên làm. Còn điều kỵ nhất là kỵ hôn thú, kỵ xây dựng, kỵ khai trương, kỵ an táng, kỵ động thổ, kỵ xuất hành. Đó là điều kỵ chúng ta không nên làm trong ngày 15 tháng 9 này. Và ngày 16 tháng 9 thì ngày của nhâm dần, ngày của thiên quan, tam hợp, ngày của đại hao, ngày của thọ tử. Đại hao là hao hụt tiền bạc dẫn đến tử mạng. Và hành kim trực định và sao giác. Ngày này thì nên bái nại hoặc kiểm cáo hoặc sửa chữa điện nước hoặc là tiểu phẫu. Đó là điều nên làm. Còn điều kỵ thì kỵ hôn thú, kỵ khai trương, kỵ an táng, kỵ mai táng, kỵ xuất hành, kỵ cầu tài, cầu lộc, cầu lợi. Đó là điều kỵ chúng ta không nên làm. Ngày 17 tháng 9 thì ngày của Quý Mão, ngày của Hắc Đạo và ngày của Lục Hợp, Mẫu Thương, Nghiệp Họa, Câu Tận.
ngày là hành kim và lịch trực chấp sao can. Ngày này thì nên tới tự tới lễ cầu tài cầu lộc cầu lợi mà thôi. Và điều kiện là kỵ xây dựng, kỵ làm nhà, kỵ sửa nhà, kỵ an táng, kỵ mai táng, đó là điều kiện chúng ta không nên làm trong ngày 17 tháng 9. Ngày 18 tháng 9 thì ngày của Giáp Thìn, ngày của Tam Lương, ngày của Tiết Xương Gián, ngày của Tiết Xương Gián, ngày của Tam Lương, Quảng Vong. Thì nói chung thì ngày này không tốt, những ngày có tam lương hoặc ngày nghiệp kỵ thì chúng ta nên bỏ qua, không nên làm công việc lớn của mình. Kỵ nhất là kỵ xây dựng, kỵ an táng, kỵ động thổ, kỵ xuất hành, kỵ giao dịch, đó là điều kỵ trong ngày 18 tháng 9. Ngày 19 tháng 9 thì ngày của Ất Tỵ, ngày của Hoàng Đạo, ngày của nghiệp tài, minh đường và xuất khẩu. Ngày có xuất khẩu thì chúng ta không nên tránh ra những công việc lớn của mình dẫn đến xuất khẩu, cải kinh cải quẻ, cho nên tránh ra không làm, chỉ nên cầu tài cầu lộc cầu lợi mà thôi. Còn điều kỳ của nó, kỵ hung thú này, kỵ nhất là kỵ xây dựng này, kỵ khai trương này, kỵ an táng, kỵ mai táng, kỵ động thổ, nó được, đó là điều kỳ trong ngày 19 tháng 9 không nên làm những công việc đó vì ngày xuất khẩu. Và ngày 20 tháng 9 thì ngày của Bính Ngọ, ngày của Thiên Đức, Nhược Đức, ngày của Yên, Yếu Yên, Tam Hợp, ngày sát chủ, công phòng. Những cái ngày có sát chủ thì ta nên tránh ra, không nên làm công việc lớn của mình vì ngày sát chủ là sát mạng, dẫn đến chết chóc. Cho dù ngày là trực thành cho nữa, chúng ta nên biết là ngày sát chủ thì ngày đại bại, ngày của chết chóc. Cho nên công việc lớn của mình tránh ra, không nên làm. Ngày 20 là ngày xấu rồi. Ngày 21 tháng 9 thì ngày của Đinh Mùi, ngày của Hắc Đạo, ngày của U Quy Tinh, Địa Phá, Ngũ Hư, ngày của Địa Phá. Ngày này thì chỉ nên sửa chữa hệ thống điện nước và sửa sang phòng ốc mà thôi. Và điều kỵ nhất là kỵ hôn thú, kỵ xây dựng, kỵ khai trương, hoặc kỵ an táng, kỵ mai táng, kỵ động thổ, đó là điều kỵ chúng ta không nên làm trong ngày 21 tháng 9. Ngày 22 tháng 9 thì ngày của Mậu Thân, ngày của Tam Lương, Thiên Xá, Dịch Mã, Tam Lương, Thiên Tặc. Ngày này chỉ nên xuất hành hoặc di chuyển, tố tụng hoặc giải oan, hoặc khai trương hoặc cầu tài cầu lộc cầu lợi mà thôi. Cái điều kiện nhất trong ngày 22 tháng 9 thì ngày 21 tháng 9, cái điều kiện nhất là kỳ hôn thú, kỳ xây dựng, kỳ khai trương, kỳ an táng, kỳ mai táng, kỳ đồng thổ, đó điều kiện. Và ngày 22 tháng 9 thì ngày của Mậu Thân, ngày của Tam Lương, ngày của Thiên Tặc, ngày của Tam Lương. Cho nên những ngày này chúng ta nên tránh đây, những ngày có ngày Tam Lương hoặc nghiệp kỳ, những công việc lớn của mình cho nên tránh đây. Kỳ nhất là kỳ xây dựng nè, kỳ làm nhà nè, kỳ sửa nhà, kỳ giao dịch, kỳ ký hợp đồng, đó là điều kiện chúng ta không nên làm. Ngày 23 tháng 9 thì ngày của Kỷ Dậu, ngày của nghiệp kỵ, nghiệp kỵ và trung tăng, cho nên chỉ nên là cầu tài cầu lộc cầu lợi, đó là nên làm. Còn điều kỵ nhất trong ngày 23 tháng 9 là kỵ động thổ, kỵ xuất hành, kỵ giao dịch, kỵ hôn thú và kỵ xây dựng, kỵ an táng, đó là điều kiện chúng ta không nên làm. Ngày 24 tháng 9 thì ngày của Canh Túc và ngày của Hắc Đạo, ngày của Thiên Quý, Nghiệp Ân, Thổ Phú, Dương Thác. Ngày này thì chỉ nên cầu tài, cầu lộc, cầu lợi, đó là điều nên làm trong ngày 24 tháng 9. Điều kỳ nhất là kỳ hôn thú, kỳ xây dựng, kỳ khai trương, kỳ an táng, kỳ đồng thổ, kỳ xuất hành. Những điều kỳ thì chúng ta nên tránh ra, không nên làm trong công việc lớn của mình. Ngày 25 tháng 9 thì ngày của Tân Hợi, ngày của Hoàng Đạo, Thiên Đức Hợp, Nghiệp Đức Hợp, Dương Công Kỵ, ngày của Kiếp Sát. Những ngày có kiếp sát thì ta nên tránh ra, không nên làm trong công việc lớn của mình dẫn đến sát mạng, nó giống như sát chủ vậy. Cho nên ngày này là kỵ nhất là kỵ xây dựng, kỵ an táng, kỵ mai táng, kỵ xuất hành, kỵ di chuyển,
đã được điều trị, chỉ nên tế tự tế lễ mà thôi. Nói chung ngày 25 tháng 9 thì ngày xấu, và ngày 26 tháng 9 thì ngày của Nhâm Tý, ngày Thiên Thụy, Thiên Phú và Thiên Phú Thổ, ngày Hành Mộc Tực Mãn. Ngày này chỉ nên khai trương nè, an táng, cầu tài cầu lộc cầu lợi nè, làm việc thiện làm phúc đều nên làm. Và điều kỵ trong ngày 26 tháng 9, kỵ hung thú, kỵ dây thú, kỵ động thổ, kỵ xuất hành di chuyển, đó là điều kỵ. Nói chung thì ngày 26 là cũng là ngày tốt trong cái ngày trong tháng 9. Ngày 27 tháng 9 thì ngày của Quý Sửu, ngày của Tam Nương, ngày của Hắc Đạo rồi. Những ngày có Tam Nương thì nên tránh ra, 27 là Tam Nương rồi. Ngày 28 tháng 9 thì ngày của Giáp Chồng, ngày của Đại Hao, Thọ Tử. Những ngày có Đại Hao thì Thọ Tử là hao hụt tiền bạc, cho nên ngày này không nên làm một công việc lớn. Nói chung ngày 28 thì ngày xấu rồi. Và ngày 29 tháng 9 thì ngày của Ất Mão, thì ngày của Cầu Tận, ngày của Cầu Tận này, ngày tận tận số tận mạng rồi, cho nên ngày này cũng là ngày xấu. Và ngày 30 tháng 9 thì ngày của Nghiệp Phá, Nghiệp Tận và Trực Phá, ngày rất xấu, chúng ta nên tránh ra. Nói chung thì cho nên tránh ra trong ngày 30 tháng 9 này. Và trong đó trong tháng 9 năm 2021 cũng ngày âm lịch, thì trong cả 4 ngày là tốt nhất trong tháng 9 này, ngày mùng 10, ngày mùng 2, ngày mùng 2, ngày mùng 10 này, ngày 11 này, ngày 26, đó là 4 ngày đó là tốt nhất trong tháng 9 này. Thì trong tháng 9 đó chỉ có 4 ngày là tốt nhất trong tháng 9, thì cho nên làm những công việc lớn trong 4 ngày đó là sẽ thành công. Chào quý vị. Và tôi đã xem hết trong tháng 9 này những ngày xấu, những cái điều nên làm, điều kỵ thì chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta sẽ làm như vậy. Lựa trong 4 ngày đó, ngày mùng 2, mùng 10, 11 và 26, thì ta làm công việc lớn của mình sẽ thành công. Và xin chào tất cả quý vị và mọi người đã xem video này. Xin chào.